trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay rượu hồng, lâu thật lâu mới thấy được ngày vui. Ô ô sáng hôm nay quê tôi xa xem, cô sâu con y chang mỹ miều, cô sâu non non sung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông dễ quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thấy có con đơn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Bên sàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng
về nói ô bao uyên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi sự xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi bụi trâu cây và hỏi buồn câu, con chim manh manh hoắt câu tình tư, một vầng trăng nghiêng bên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em trông. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu sang thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô sống ngoài thành, anh rước về quê khắp nơi thành, dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chờ. Chúng ta sẽ trở vào trong nhà cùng với các vị đại diện của gia đình nhà gái, chúng ta sẽ chào xe nước ạ. Xin được trân trọng kính mời các ông các bà, các bạn, các bác đại diện của gia đình nhà trai ạ. Chúng ta trở vào phía trong nhà ổn định chỗ ngồi, ăn chậu uống nước và để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể, và cũng chuẩn bị làm những thủ tục nghi lễ trong buổi sáng hôm nay, đó là lễ ăn hỏi. Và nữa xin được trân trọng kính mời vâng các cụ, vâng các bà, các vị nhân quý của gia đình nhà trai, và nữa xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời ban lễ tân của gia đình họ nhà gái chúng ta chuẩn bị chầu trà thuốc nước để mời tới toàn thể các cụ, con, các bà cũng như các bậc cô dì chú bác. Chúng ta ăn sầu uống nước và để vâng chúc phúc cho cô dâu chú rể vâng trong buổi sáng ngày nay với chương trình lễ ăn hỏi. Một lần nữa xin được cảm ơn sự diện của quý vị rất là nhiều. Vâng, trong hội trường của dân nhà gái còn rất rộng mở, xin được chào đón các ông các bà. Chúng ta tiến về phía trên ạ, còn rất nhờ những chiếc ghế danh dự để chào đón các ông các bà.
còn xem nhà gái không? Cô nấu chín chưa? Xin mời những chàng trai phù rể sẽ phối hợp với cùng với những cô gái phù dâu ạ. Chúng ta sẽ đưa những cái phần nghi lễ của gia đình ở đây. Hôm nay là thành phần của gia đình bên họ Thành Thái chúng tôi đi thăm hỏi cho cháu Huy, có thành phần là có ba nước của cháu và các bác, các chú, các cô, các chị, các bạn và bạn bè trong gia đình của cháu. Kính thưa các cụ, các bạn, trong quá trình cháu Huy và cháu Hà công tác học tập đã tìm hiểu lâu và tiến tới thông qua hai gia đình bố mẹ, được sự nhất trí của hai gia đình bố mẹ và chính quyền địa phương. Nay ông bằng bà Huy chọn được ngày lành tháng tốt, có thế vào để ăn hỏi cho cháu. Xin mong họ là gái nhận cho. Vâng ạ, ghi một trăm lên lớn á. Xin cảm ơn bác đại diện của gia đình rất nhiều. Và sau đây, ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu một bác đại diện của gia đình và gái sẽ mang ý kiến và để vũ khí. Và đặc biệt là sẽ nhận phần lễ của các đoàn đại trai. Một lần nữa, chúng ta đổ một trăm lên lớn để chào đón bác đại diện của gia đình và gái ạ. Kính thưa các cụ, cô, các bà, đại diện cho hai gia đình nhà trai, gia đình nhà gái cùng toàn thể các vị tân khách, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có lễ lên giải hỏi ăn hỏi cháu Hà về làm cô con trong gia đình nhà trai. Trước hết thay mặt gia đình nhà gái, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu đó là có các bà nội, bà ngoại, các ông, các bà, các nội, các dì, các chú, các bác và đặc biệt là hàng xóm láng giềng nơi mà cháu ở với bố mẹ ở này, những tình cảm tốt đẹp của bà con hàng xóm láng giềng và bạn bè thân hữu. Gia đình chúng tôi xin tiếp nhận lễ của gia đình nhà trai, xin chân thành mời các cháu để gia đình được đón lễ. Vâng ạ, xin được trân trọng của gia đình nhà trai và các bạn hỏi thăm buổi sáng ngày nay, lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Trong khi quá trình là xin được mời chào mừng người nữ tập thể quý vị và những lời hát hạnh phúc nhất của hai gia đình với chương trình đại lễ rất là mỏng trong buổi sáng ngày nay. Xin cảm ơn các nhà. Chúc cho hai người chung trăm năm.
Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang. Cho anh sự bình yên ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày. Hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Anh sẽ luôn ở bên người và đời này người sẽ mãi che chở cho em. Mình sẽ bên nhau không xa rời và mình cùng nguyện ước bên nhau mãi thôi. Cô dâu trong anh duy nhất trong ai xin em hãy làm vợ anh em nhé. Trong nụ hôn từ sâu ra vào sẽ nắm tay nhau đến mãi mãi. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đi thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em.